vừa show bài lên màn hình rồi đấy. Các em tranh thủ làm bài. Bạn nào mà giải được bài này cô sẽ cộng điểm vào bài kiểm tra giữa kỳ. Vâng ạ. Vâng ạ. Vâng ạ. A few moments later. Một mình anh lạc trong giữa đêm trăng cờ. Biết em đang nơi xa lắm, vẫn mong em bao đêm trăng. Thuê bao quý khách. Làm sao giấu đi đôi mắt nghề từ ngày em đi ở trong mắt ai. Trong từng phút đau thương em lại càng thêm xót xa. Hoàng ơi, nãy giờ mic em vẫn đang bật đấy Hoàng ạ. Em xem nào, tắt mic đi cho các bạn còn thoải mái tư tưởng, còn tập trung làm bài. Lấy tiền thừa chứ gì đã vội đi rồi. Đây cô gửi cháu. Lần sau nhớ quay lại mua ủng hộ cô nhé. Khi tôi dậy sớm trước mẹ để đi học. Đấy, tôi đã bảo bà rồi, bà không nghe tôi. Nghe gì thì bây giờ bà sướng rồi. Bà không chịu nghe tôi gì cả đây này, tôi nói cho bà nghe. Vâng, kính thưa quý vị, tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến hết sức. Au, à, au, 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 à, chú Du ơi, ngáo ơi, ngáo ơi. Ui, sao đây? Au, au. Đợi em, đợi em, đợi em, đợi em. 5 minutes later. Ngáo ơi, ngáo, lâu rồi lâu thế. Au, 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 chú Du, chú Du, chú Du, chú Du, au. Để chân, để chân. Au, au. Mày đùa tao. Au au. Ngáo ơi. Ngáo. Không ngờ lâu thế. Au. Ta là thần đèn. Ngươi có thể ước bất cứ điều gì ở trên đời. Hả? Con có thể ước bất cứ điều gì trên đời á? Nhưng hãy nhớ, chỉ được ước 3 điều ước. Hãy lựa chọn cho khôn ngoan. Vậy thì con ước, con ước ngày xưa thần đèn đi học, không được học môn toán. Hả? Sao điều ước gì kỳ vậy? Thôi được rồi, ngươi nên nhớ là ngươi đang phí một điều ước đấy. Vậy là xong rồi đấy. Dạ. Thế con ước xong một điều ước rồi, thì con còn bao nhiêu điều ước hả thần đèn? Còn 20 điều. Em ơi. Ừ? Chiều anh đi. Thôi. Tí thôi. Thôi, mới hôm qua xong. Chiều anh đi mà. Tí thôi. Nhá. Thì đợi em đi tắm đã. 5 minutes later. Xong rồi này. Anh đi nhá. Anh đi đâu ấy? Chơi mà. Nay xin đi chơi mà cho đi luôn. Đúng là một người vợ tốt. Chồng với chồng con. Cô vừa show bài toán lên màn hình rồi đấy. Các em đi chép vào vở nha. Chị Ngáo ơi, chơi game tí không? Tao tưởng mày đang học online cơ mà, sao rủ chơi game? Thì em tắt cam với tắt mic rồi. Thôi lo học đi, chị mày lớn rồi không chơi mấy cái game. Kìa, xung quanh đi, kìa, cắn chú đi. Đã bạn nào giải được bài toán cô giao chưa nhở? Nãy giờ cũng 15 phút rồi đấy. Có bạn nào xung phong không? Hay để cô gọi đây. Ồ kìa, cô giáo gọi làm bài kìa. Ui giời, không phải sợ, em tắt mic tắt cam rồi, cô không để ý đâu. Trời tiếp. Ok.
Cái lớp này hay nhỉ? Thế là không ai muốn lấy điểm à? Đây này, anh Nguyễn Nhật Hoàng chưa có điểm nào luôn này. Làm bài đi rồi cô lấy điểm cho. Nãy giờ không nghe giảng, sao tôi làm bài thế nào bây giờ? Chị Ngáo giúp em với. Kìa, sao lại bỏ tay không? Tôi có biết. À đây rồi, có hết rồi. Đây nha, bây giờ mình trở lên những ứng dụng cao mắt. Máy tính AI mạnh nhất này là tất cả các bài toán từ lớp 1 đến lớp 12 là các gia sư giải một cách tỉ mỉ luôn. Ý, cô đáp án rồi, trả lời cô đi. Đây đây, để em bảo cô luôn. Dạ em thưa cô, đáp án của bài này là x bằng 2 và x bằng âm 5 ạ. Kết quả này hoàn toàn chính xác. Các em cứ chép vào vở nha. Bán hoang 10 điểm. Ê, nhập luôn vào máy. Em cảm ơn chị gái yêu dấu nhé. Nằm lên khi tôi học online. Bây giờ cô bắt đầu điểm danh nhá. Nguyễn Nhật Hoàng. Dạ có em ạ. Nguyễn Nhật Hoàng có. Bạn Hoàng học online mà cũng mặc áo sơ mi chỉnh tề nhờ. Ui giời, cô cứ quá khen. Em thì từ trước giờ luôn là chả ăn mặc chỉnh tề. Đấy, các bạn trong lớp nhìn bạn Hoàng mà loi gương theo nhá. Mặc dù học online nhưng vẫn lên ăn mặc chỉnh tề các em ạ. Nào, bây giờ cô điểm danh bạn tiếp theo nhá. Ông bạn cởi giày ra hộ tôi nhá. Step sister tôi vừa lau nhà xong. À ừ, tôi vô ý quá. Đây. Ui, cái mùi gì nhỉ? Ê ông bạn ơi, ông đi giày lại hộ tôi vào xem nào. Sao thế ông bạn? Đây đây đây, ông bạn bảo thì tôi làm thôi. Lại không ngửi thấy mùi gì nữa rồi. Thì chắc tôi nhầm đấy ông bạn ạ. Ông cứ cởi giày ra đi. Ông hôm nay là hơi loằng hoằng lắm đấy nhá. Ui dồi ôi, đúng rồi, đích thị là mùi chân thối. Nhưng cao chân lên đừng để chân chạm đất. Chân thì thôi, có mồm mấy khối. Yeah, mình lúc thì cho đồ đó đi, phân phai đi. À Hoàng Hôn ơi, bây giờ mày ra lấy giúp tao cốc nước lọc không đầy quá, không vơi quá mà cũng đừng cho đá nha, vào đây để tao chiến tiếp này. Mày tự ra mà lấy, không có chân à? Thế thôi, tao bỏ giày xuống đất vậy. Thế thôi ông bạn để tôi đi lấy. Đây, được rồi. Mày như cái dạ dày của tôi nó cũng đang lên tiếng không bạn ạ? Đây. Mẹ ơi, con đói quá. Đây, giờ mẹ đi chợ tí rồi có cơm ăn luôn. A few moments later. Em mới thanh toán chị đấy. Của chị hết 99.000 ạ. Đấy, tôi đã bảo rồi mà, cái con đấy trước sau thì cũng bị hàng xóm lên ra bàn tán rồi. Bố mẹ nó nói nó không nghe, nữa là người ngoài. À, con trai nhà bà Chí đúng không? Chị có biết cái con đấy à? Ừ, tôi còn lạ gì con đấy. Con gái mà như thế thì chỉ có ế chồng thôi, chả ai chịu lấy nó. Chị đấy, con gái gì mà kiểu tháng chưa gội đầu. Thế là còn bị viêm mà cánh nặng nữa chứ. Ôi trời ơi. Thế cơ á? Đấy, thử hỏi chị có đứa con dâu như thế, chị có gả con trai cho không? Ừ, công nhận. Chị ơi, thầy toán cho em thôi. Quán đóng cửa rồi em ơi, mai quay lại nhá. Tôi nghe nói ấy, bọn Mỹ đang chuẩn bị dằn mặt bọn Nga ngố thì phải. À ừ đúng rồi, cái thằng Mỹ đang chuẩn bị đem máy bay sang ném bom để gửi thông điệp đến Moscow, thủ đô của nước Myanmar đấy. Bọn Mỹ kinh khủng thế cả, thế thì ai dám động đến nó. Alo mẹ à? Có chuyện gì đây? Chắc ông tướng lại định vòi vĩnh cái gì đúng không? Ui giời ơi, đúng là mẹ đi dép tổ ong trong bụng con rồi khác. Tự nhiên con thèm ăn dưa hấu quá, mai mẹ gửi lên cho con nhá. Ui, dưa hấu nhà mình năm nay mất mùa con ạ. Chán thế. Nhìn thằng bạn cùng phòng con nó được mẹ gửi dưa hấu lên ăn mà sao chảy hết cả nước miếng thế này. Thôi được rồi, mai mẹ gửi lên cho. Tomorrow. Mẹ mình đúng là tâm lý mà. Chắc là nhiều dưa hấu lắm đây. Ô, cái gì thế này? Đây kẹo gì thế này? Gọi hỏi mẹ cũng được. Sao con bảo mẹ gửi dưa hấu mà mẹ lại gửi dây kẹo gì thế này? Thì đây, mẹ gửi một đống cho hơn bạn bè còn gì. Chả nhẽ lại không gửi cho bây giờ, được voi lại đòi hai bà trưng à? Mình phải bóc ra ăn thử mới được, để xem mẹ mình gửi cái gì đây. Sao trông nó như quả dưa hấu tí hon đấy nhở? Để ăn thử xem nào. Wow! Chuẩn bị dưa hấu đây rồi. Cuối cùng cũng được thỏa cơn thèm khát. Con cảm ơn mẹ yêu nhé.